Trong tập trước, Vương Lâm trở lại thăm nhà tại Triệu Quốc, tại đây, hắn gặp tiểu thư của Vương gia và được dẫn về kinh thành. Tuy nhiên, Vương Lâm phát hiện toàn bộ người trong thành đều đã bị lấy hết linh căn, sức sống suy nhược, đang chưa biết thủ phạm là ai, thì nhóm người của Thiên Đạo Môn bay đến gây rối, cậy có Đằng gia chống lưng, thế nhưng vừa thoại được mấy câu ngắn ngủn, thì đã bị Vương Lâm cho đăng xuất ngay lập tức. Sau đó, hắn một mạch đi đến diệt Thiên Đạo Môn, mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Vương Lâm bay nhanh như tên bắn, xa xa đã thấy môn phái tọa lạc trên một đỉnh núi, thấy phía trên địa điện đề ba chữ, Thiên Đạo Môn, Vương Lâm gần như không dừng lại, tiếp tục vọt đi lên. Bỗng nhiên trên đỉnh núi lóe lên một quầng sáng, đại trận phòng ngự mở ra, Vương Lâm cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, bộ túi chữ vật, cấm phiên lập tức xuất hiện ở trong tay, phất lên một cái, hơn 10 đạo cấm khí lóe lên, nhắm phía quầng sáng ầm ầm phóng tới. Ngay lập tức, quầng sáng ầm ầm vỡ vụn, cùng lúc đó toàn bộ núi non Thiên Đạo Môn chấn động, đá vụn rơi vô số, bụi cuốn lên từng đợt, gần như trong nháy mắt, Nguyên Anh kỳ thủy tổ của Thiên Đạo Môn đang bế quan lập tức bay ra, vẻ mặt kinh hãi nhìn lên không trung. Văn thú dưới chân Vương Lâm dường như cảm nhận được sát khí của chủ nhân, kêu lên một tiếng rồi bỗng nhiên lao xuống. Nguyên Anh kỳ tu sĩ âm thầm kêu khổ, đang định xuất ra pháp bảo cùng quyết một trận sinh tử, thần thức Vương Lâm đảo qua, lập tức giống như thiên uy trùm lên toàn bộ Thiên Đạo Môn. Tại hạ cùng với con cháu Đằng gia là ân oán riêng tư, người nào cản đường, chết. Cùng lúc đó, thân thể Vương Lâm từ văn thú nhảy xuống, thần thức đảo qua, lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm vào một đệ tử của Thiên Đạo Môn trên quảng trường đại điện. Người này tuổi còn trẻ, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Vương Lâm khóe mắt lộ ra một nét cười khát máu, tay phải vung lên, người kia không tự chủ được lập tức bay lên từ mặt đất, rơi vào trong tay của Vương Lâm. Người này hai tay nắm chặt cổ, vừa giãy giụa vừa cố nghĩ phải nói cái gì đó, nhưng đáng tiếc, hắn không nên mang họ Đằng. Vương Lâm tay phải sờ một cái, chỉ nghe rắc rắc vài tiếng, người thanh niên kia lập tức hai mắt trợn tròn, khí tuyệt thân vong. Cùng lúc đó tay trái Vương Lâm nhoáng lên một cái, trong tay hiện ra một cây hồn kỳ, hồn phách người này lập tức từ huyệt thiên linh bay ra, rơi vào bên trong hồn kỳ. Vương Lâm ném đem thân thể người này về phía sau, lập tức từ trong túi trữ vật bay ra một sợi gân dao long thật dài trói chặt thi thể người này lại, đầu kia được ngậm bởi cái miệng lớn của văn thú. Lão già mặt đỏ thân mình chợt lóe lên, xuất hiện ở trước Vương Lâm với vẻ kinh hãi, nhưng vẫn quát, đạo hữu, xin dừng tay, chuyện gì cũng nên từ từ nói. Vương Lâm cũng chỉ liếc mắt một cái, cực cảnh thần thức khẽ động, thân mình chợt lóe lên, lão già mặt đỏ kia hai mắt lộ ra một tia sáng màu xám, lập tức bị thần thức phá nát. Vương Lâm lướt qua trong nháy mắt, vỗ nhẹ một cái, cả người và Nguyên Anh đều vỡ tan, máu thịt rơi đầy đất. Người ngăn cản với người của Đằng gia cùng một tội, một thanh âm giá lạnh như băng giữa trời đông từ miệng của Vương Lâm truyền ra. Vài tu sĩ Nguyên Anh bốn xung quanh lập tức trong lòng khiếp đảm, bước chân ngừng hẳn, không dám tiến nửa bước. Một nữ tử diện mạo mười phần xinh đẹp, lúc này vẻ mặt kinh hoàng đang hướng về đan phòng của Thiên Đạo Môn bay đi. Nàng không muốn chết, chỉ có điều, tốc độ của Vương Lâm thì nàng khó có thể so sánh. Gần như nàng vừa mới đi vào đan phòng, trong nháy mắt Vương Lâm hiện thân, tay phải vung lên, nàng không tự chủ được lập tức bay về phía sau. Nàng rơi vào trong tay Vương Lâm, tiếng kêu đầy sợ hãi, ánh mắt nàng lộ vẻ sợ hãi, nàng không muốn chết. Nhưng, nàng mang họ Đằng, Vương Lâm bóp nát xương cổ nàng này không thương tiếc. Sau khi thu hồn phách xong, Vương Lâm đem thi thể ném về phía sau, lập tức vùng sợi gân dao long quấn lấy. Lúc này phía trên sợi gân dao long dĩ nhiên đã trói lấy ba thi thể, Vương Lâm không hề dừng bước. Trong thần thức còn lại bốn người, trừ hai người đang ở phía sau núi ra thì còn hai người đang vội vã phi hành. Một người trong đó không ngờ lại đang bay ra khỏi Thiên Đạo Môn. Đôi mắt Vương Lâm lạnh như băng, thân hình khẽ động, sau khi xuất hiện đã ở bên ngoài Thiên Đạo Môn. Chỉ thấy một thanh niên áo đen vẻ mặt hoảng sợ đang bỏ chạy, thi thoảng lại quay đầu nhìn lại phía sau. Chỉ có điều hắn không còn cơ hội quay đầu lại nữa, bởi vì hắn họ Đằng. Vương Lâm đưa tay khẽ chỉ vào ngực người này, thân thể hắn lập tức chấn động, vong mạng tức thì. Sau khi thu hồn phách, Vương Lâm lại hướng mục tiêu kế tiếp bay đi. Phía sau vài tên Nguyên Anh tu sĩ nhanh chóng đuổi theo hắn, trong lòng càng thêm hoảng sợ, đều âm thầm nghĩ, Đằng gia khi nào đã đắc tội với một tên sát tinh như vậy. Vương Lâm trong mắt vẫn lạnh như băng, một tia sát khí từ cơ thể hắn chậm rãi tràn ra. Hắn khóe miệng cười âm thầm, tập trung vào người thứ năm. Người này so với những người kia là cao tuổi nhất, dĩ nhiên tóc trắng xóa, bản lĩnh cũng không thật sự cao, chỉ mới vượt qua trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Hắn lúc này trên mặt không lộ vẻ gì là kinh hoàng hay bi phẫn, mà lộ vẻ ngưng trọng bay nhanh mà đi, ở giữa không trung liên tục xuất ra những miếng ngọc giản, lưu lại thần niệm sau đó phóng chúng đi. Nhưng vận mệnh hắn dĩ nhiên đã sớm định, bởi vì hắn họ Đằng. Thấy Vương Lâm xuất hiện phía trước, người này lập tức ngừng bay, nhìn Vương Lâm trầm giọng nói, tiên bối cùng Đằng gia đã rốt cuộc có mối thù truyền kiếp, việc này tất nhiên có điều ngộ. Vương Lâm không nói một lời, không đợi người này nói chuyện,
tay phải liền vung lên, từ túi chữ vật bay ra một phi kiếm màu đen, nháy mắt đã đâm vào ngực người này. Người này toàn thân đen kịt, khí tuyệt thân vong, thu hồn, trói xác, thân thể Vương Lâm chợt lóe lên, hướng về phía sau núi bay đi. Vương Lâm không chút dừng lại, cưỡi văn thú nhanh chóng rời khỏi Thiên Đạo Môn. Bảy thi thể bị trói trong sợi gân dao long như một cái đuôi khổng tước, tỏa ra một luồng máu tanh dưỡng lệ giữa không trung. Mãi cho đến khi hình dáng Vương Lâm biến mất phía chân trời, đám Nguyên Anh thủy tổ mới thở phào một hơi, ai nấy mồ hôi ướt đẫm. Một người hạ giọng nói, Đằng gia chắc hết rồi. Không chỉ Đằng gia, Triệu Quốc lúc này cũng chỉ sợ cũng bị đảo loạn. Một người khác thì thào nói, sau đó hắn thở sâu, ngơ ngẩn hướng về phía Thiên Đạo Môn trưởng giáo trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, gọi tất cả các đệ tử bên ngoài, phàm là có liên quan đến Đằng gia đều lập tức cắt đứt. Đệ tử trong và ngoài môn phái nếu kết thành phu thê với con gái Đằng gia lập tức đoạn tuyệt quan hệ, đuổi khỏi sư môn. Từ nay về sau hết thảy sự tình của Đằng gia, Thiên Đạo Môn không có chút liên hệ nào. Giết bảy người Đằng gia, ánh mắt Vương Lâm thủy chung lạnh như băng. Việc đi diệt tộc, tất cần phải có tâm trí kiên định, nếu có một chút động tâm, quyết không thể quyết đoán ra tay. Hơn nữa chuyện diệt tộc này, không phải người nào cũng có quyết tâm làm được. Mục tiêu Vương Lâm kế tiếp là một môn phái ở cách nơi đây mấy vạn dặm. Ở đó, con cháu Đằng gia rất đông đúc, tổng cộng có 93 người. Vương Lâm không vội, hắn phải chậm rãi mà giết, khiến Đằng Hóa Nguyên dãy dụa bi thống trong nỗi đau người trong tộc chết đi mà không có cách nào cứu được. Hắn muốn Đằng Hóa Nguyên phải tê liệt tâm can, muốn mổ ngực móc tim để không còn cảm giác gì nữa. Vô Phong Cốc vốn là do một thành viên của Liên minh Ma Đạo ở Triệu Quốc sáng lập từ 400 năm trước, nhưng 400 năm phát triển, không những không thể khoách trương hương thịnh mà ngược lại ngày một xuống dốc. Vô Phong Cốc suy vong, khiến cho Đằng gia lão tổ Đằng Hóa Nguyên nổi lên dạ tâm. Mấy trăm năm nay, hắn lần lượt đưa tộc nhân vào Vô Phong Cốc. Mặc dù Vô Phong Cốc cũng nhìn ra dạ tâm của Đằng Hóa Nguyên, nhưng vì Đằng gia lão tổ bản lãnh phi thường, nên chỉ có thể dần dần chấp nhận hiện tượng này. Cho tới giờ, trong Vô Phong Cốc, con cháu Đằng gia có tới 93 người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều đã ở những địa vị nhất định trong môn phái. Thậm chí, còn có 3 người có thân phận cao, trong đó người hiển hách nhất là ngũ đại đệ tử Đằng Cao, hắn dĩ nhiên được chọn cho vị trí trưởng môn đời tiếp theo. Vương Lâm cưỡi trên văn thú, thần thức dĩ nhiên tập trung vào Vô Phong Cốc này, hắn bay rất nhanh, phía sau kéo theo một chiếc dao long cân buộc bảy thi thể bị gió thổi tới tấp, sát khí ngập trời. Vương Lâm đi tới bên ngoài sân môn của Vô Phong Cốc, hôm nay tại hạ cùng với Đằng gia có mối thủ riêng, ai ngăn trở, giết. Một thanh âm vô tình lạnh như băng chậm rãi truyền khắp toàn bộ Vô Phong Cốc, toàn bộ Ngũ Tiên Sơn. Lúc này, phàm nhân nghe được những lời này trong lòng đều cảm thấy vô cùng ớn lạnh. Vương Lâm mắt càng thêm lạnh như băng, hai tay bấm quyết, xuất ra từng đạo cấm chế, thuận tay phóng ra bốn phía. Lập tức trong phạm vi ngàn dặm giống như bị một cái chén lớn úp xuống bao phủ, mọi người đều không thể ra ngoài. Một thanh niên tu sĩ hốt hoảng không dám phản kích, cấp tốc mà chạy, nhưng hắn chưa chạy được xa liền bị một bàn tay lớn vô hình bóp chặt thân người. Lập tức từng trận tiếng kêu vang lên, xương cốt toàn thân hắn vỡ nát, khí tuyệt thân vong. Ánh mắt hắn lộ vẻ bất cam mãnh liệt, nhưng có điều hắn phải chết, bởi vì hắn họ Đằng. Hai tu sĩ một nam một nữ, họ đều là người của Đằng gia. Hai người lúc này đang vô cùng hoảng sợ bỏ chạy trối chết, nhưng một đạo phi kiếm màu đen trong nháy mắt đã đâm vào ngực hai người. Thân thể bọn họ lập tức chuyển sang đen kịt, hồn phách bị bắt, thi thể bị trói bởi dao long cân. Phạm vi ngàn dặm quanh Vô Phong Cốc đã trở thành một chốn tu la địa ngục. Từng người của Đằng gia chết, hồn phách bị bắt nhập vào trong hồn kỳ, thi thể bị trói phía trên dao long cân. Mặt đất dần dần ánh lên một chút sắc đỏ, loại sắc đỏ này không quá đậm để chảy thành sông, suy cho cùng cũng chỉ có 100 người, nhưng cũng đủ để cho người ta lâm vào cảnh tức khí điên cuồng. Sau một nén nhang, Vương Lâm từ trong phạm vi ngàn dặm bay ra, trong tay xách một đầu người. Người này đúng là người của Đằng gia có địa vị cao nhất ở Vô Phong Cốc, Đằng Cao. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi cực độ, chỉ có điều, tất cả những việc này, bởi vì hắn họ Đằng, nên không thể tránh khỏi. Ở phía sau Vương Lâm, phía cuối của dao long cân, dĩ nhiên là 100 thi thể bị trói xuyên suốt. Thi thể và đầu người theo Vương Lâm phi hành chậm rãi tản ra bày thành hình quạt. Bất kể là ai trông thấy cảnh này, đều không khỏi chấn động tâm can. Vương Lâm cưỡi văn thú phi hành một mạch, ánh mắt hắn vẫn lạnh như băng. Lúc này đây, mục tiêu là một sơn trang trong ngoài tổng cộng 8.000 dặm, Đằng gia ở đây có 174 người. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.